Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đánh Nordea. Thì các bạn chắc thời gian gần đây thì các bạn đã nghe tới một cái từ rất là quen thuộc với những anh em săn Detroit Tech, đó là từ Nier Zero, đúng không ạ? Vậy thì Nier Zero là gì? Trước tiên là nói về Nier Zero thì mình có thể nói là nếu như ở trên nói về trên ấy thì cái đợt Detroit Tech của Arbitrum có thể coi là một trong những đợt Detroit Tech lớn nhất trong năm và đã diễn ra. Còn nếu như nói về cross chain ấy thì hiện nay Nier Zero là cái dự án đứng đầu. Nier Zero trải dài ở trên rất nhiều các dự án và hỗ trợ rất nhiều các chain khác nhau, bao gồm cả Bitcoin, rồi các cái chain phổ biến hiện nay như là Aptos, chain Arbitrum, Ethereum, BSC các thứ, và rất rất nhiều các cái chain khác cũng đang sử dụng các cái công cụ của Nier Zero để có thể thực hiện các cầu nối, cầu chuyển đổi cross chain. Với Nier Zero thì là một cái dự án được đầu tư rất là bài bản và có nguồn vốn vô cùng khổng lồ. Có nhiều quỹ lớn đứng sau cái dự án Nier Zero này. Trong đó thì anh em có thể thấy là trong cái quá trình gọi vốn Serie A, dự án đã gọi vốn được 135 triệu đô, tích lũy từ rất là nhiều nguồn, như là những cái nguồn đầu gọi là sừng sỏ như là Coinbase, rồi có nguồn A16Z rất là nổi tiếng đúng không ạ? Đấy, Nít là dẫn đầu là A16Z, rồi có cả Seacoast Capital, và trước đây có cả một cái sàn gọi là huyền thoại nhưng mà cũng là nỗi đau của rất nhiều anh em crypto. Nhưng mà ngày trước thì sàn này mà đầu tư vào đầu thì chắc chắn là dự án rất tốt đúng không ạ? Đó là FTX Venture, rồi có Alimoka Play, có Tiger Global, rồi có Coin Fund đúng không ạ? Và sau cái vòng gọi vốn CDA đó thì có một cái vòng gọi vốn nữa, gọi được 6,3 triệu đô với Multicoin Capital, và có một ông lớn sừng sỏ nữa, đó là Binance Lab đúng không ạ? Balancing Lab. Rồi ở đây có cả các cái quỹ Casino Global, rồi rất nhiều các quỹ lớn, anh em thể thấy có cả Gen Block Capital ở đây. Đấy, rồi Stanpa Group. Anh em nếu mà nhìn vào Layer Zero thì anh em cứ thấy những cái quỹ này ấy, là những cái quỹ hàng đầu rồi. Đấy, anh em đi đâu mà anh em nhìn thấy những quỹ này chắc chắn là chuẩn chuẩn bài rồi. Một dự án lớn nó sẽ, nếu mà nó đã nhận được quỹ từ các nguồn lớn nên nó sẽ không cần đến những cái nguồn quỹ gọi là lẻ tẻ lặt vặt, bởi vì những cái quỹ lớn thứ nhất nó sẽ có tác dụng về truyền thông, thứ hai là cái quỹ đó người ta không vội vàng gì cả, người ta có tiền để người ta đầu tư và người ta không vội rút vốn đấy. Và những cái dự án như thế này thì chắc chắn là những cái quỹ đầu tư vào đây hẳn hiển nhiên nó cho đầu tư, bây giờ phải nói là nó cho đầu tư, nó là đều là quỹ rất là lớn rồi đấy. Và với dự án này thì hiện tại thì chưa có một cái con token nào gọi là chính thức của cái dự án Nier Zero này, và rất nhiều đồn đoán trong cộng đồng là Nier Zero sẽ là một trong những cái dự án trong tương lai sẽ in token, và token của nó cũng có thể đi theo giống như Arbitrum hay là Aptos, sẽ có một đợt retry tích cực lớn, cực khủng sẽ diễn ra. Và Nier Zero thì có thể sánh ngang tầm với Arbitrum vì cái lượng tiền đầu tư của Nier Zero thì cũng gần như là tương đương với lượng tiền của Arbitrum. Đấy. Chain thì Arbitrum bây giờ là đứng đầu đúng không ạ? Về nếu mà nói về những cái chain mới nổi. Còn nếu như mà nói về cross-chain thì Nier Zero đứng đầu. Và đây sẽ là một cái cơ hội rất lớn để anh em chúng ta có thể là săn Detroit Tech. Dĩ nhiên, Detroit Tech có hay không, token có in hay không là do dự án quyết định. Và video này thì chỉ hỗ trợ cho anh em một cái hướng đi để anh em có thể săn Detroit Tech với Nier Zero. Và đây sẽ là một cái video tổng hợp, không chỉ là một hay vài dự án lẻ tẻ của Nier Zero, mà mình sẽ đi sâu vào vấn đề Nier Zero và sẽ nói cho anh em và nhấn mạnh cho anh em những cái dự án nào, và sẽ giải thích cho anh em lý do chúng ta sẽ cần phải tham gia vào những dự án đó. Trước tiên là săn Detroit Tech Layer Zero thì chúng ta sẽ có một cái tài liệu ở đây mình đã biên tập lại cho anh em, và mình cũng săn từ nhiều nguồn, cũng đi hỏi bạn bè, rồi cũng đã đi tổng hợp từ rất nhiều nguồn khác nhau, và mình nghĩ đây là những cái nguồn rất là những cái gì mà mình đã tổng hợp thì cũng rất là cơ bản rồi. Dĩ nhiên, theo thời gian thì có thể sẽ có thêm.
Ngoài ra còn một cái căn cứ nữa mà chúng ta có thể săn Detroit Tick với Layer Zero là ngay chính trên trang tủ trang chủ của Layer Zero. Chúng ta có thể thấy kéo xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có những cái cầu chuyển đổi mà dự án đã đưa ra gợi ý cho anh em. Trước tiên là cầu chuyển đổi về Aptos, thì ở đây các bạn thể thấy mình cũng giải thích luôn cho anh em, đó là cái cầu dưới Aptos Bridge. Đấy, thì ở đây mình cũng đã có cái cầu dưới Aptos Bridge ở phía dưới đây rồi. Đó, ở mục thứ 5 thì mình đã chuẩn bị cái cầu này. Đấy. Rồi, đấy là cái cầu thứ nhất đúng không ạ? Cái cầu thứ hai là Bitcoin B, thì cái cầu này mình lại không có cho anh em vì là Bitcoin thì là chuyển đổi rất là lâu. Vì thế nên là không chỉ mình mà rất nhiều anh em cũng không sử dụng cái cầu Bitcoin, không không giới thiệu về Bitcoin Bridge này. Còn nếu như anh em mà săn kỹ thì chúng ta có thể là làm trên Bitcoin Bridge nữa cho nó chắc nhá. Ra thì nó sẽ tính, mình nghĩ là nó sẽ tính tiêu chí, nếu có đợt retracing tính tiêu chí như kiểu là Arbitrum. Rồi, tiếp theo là cầu USDC, và cầu này thì sẽ là cầu USD Demo Layer 0.network. Thì ở đây anh em có thể thấy là ở trên đây thì mình cũng đã có cái cầu cầu này rồi. Đây, cái cầu này nó nằm ở phía trên đây này, USDC Demo đây. Đấy, USDC Bridge Test đấy, ok đấy nhá. Đấy là những cái mà nó đã đưa ra đề xuất thì mình đã đưa ra cho anh em rồi. Một cái cầu nữa là cầu Testnet. Cầu này thì cầu mới ra, đây một điểm thú vị. Ngày trước thì anh em bảo là Testnet thì nó chỉ là thử nghiệm thôi, chả bao giờ có ra tiền được. Nhưng Nezel lại biến những điều không thể thành có thể với cái cầu này. Đấy, cái cầu này đã biến những cái điều không thể ở bên Testnet thành có thể ở bên Mainnet, đúng không ạ? Và cái cầu này cho phép anh em chuyển đổi ETH Goldio Testnet sang ETH Ethereum. Và đấy, thì anh em thể thấy rất là rõ là chi tiết đây rồi. Đó thì đấy, đây đây là những cái cầu cơ bản mà mình cũng đã chia sẻ cho anh em cả trong đây, trong tài liệu mình chắc chắn là phải có những cái cầu này thì mình mới nói chuyện với anh em được. Ngoài ra thì còn các cái dự án khác mà Layer Zero cũng triển khai như là dự án Stargate, rồi các cái dự án khác. Chúng ta có thể thấy là những cái dự án cầu Bridge NFT với duy nhất cái NFT Puppy đúng không ạ? Mình còn một con NFT đang bán ở OpenSea giá quá căng nên mình cái này thì mình sẽ lướt qua thôi. Rồi ở trong đây thì chúng ta cũng sẽ nói về một số cái cầu ở Aptos Bridge với cái một cái dự án được phát triển cùng cùng nhà phát triển với ví Ponten, ví rất nổi tiếng ở trên Aptos. Đấy. Rồi có Let's Chain, rồi có AT2 đúng không ạ? Đấy. Đấy, OT2 đấy, ok đấy, thì nói chung là chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ điểm qua. Và trong video này thì sẽ hơi dài một tí đấy, mình nói luôn là hơi dài một tí, thì chúng ta sẽ điểm qua tất cả những cái dự án này. Và trước tiên là mình cũng phải nói luôn cho anh em là để có thể làm được cái dự án này thì anh em sẽ cần phải đầu tư tiền bạc đấy, và cái số tiền bỏ ra thì nó cũng chắc là cũng phí nó cũng phải dao động từ khoảng 100 đến 200 đô tiền phí. Đấy, mình cũng lưu ý với anh em. Thực ra thì cái này thì làm Detroit Tick để đi săn mà. Vì thế là anh em cần phải kéo vôn, và khi kéo vôn vậy thì nó sẽ mất một chút phí. Thì nếu như các bạn có khả năng tham gia thì các bạn hãy tham gia. Còn nếu như các bạn không có khả năng tham gia thì mình khuyên anh em có thể là làm một trong số các cái dự án ở đây. Hoặc là anh em có thể không làm những cái kèo Detroit Tick này. Đấy, mình không có, thực ra thì những cái kèo này thì cũng không đem lại gì lợi ích cho mình cả. Vì nó cũng không có dẫn được những cái link tap đến từ các cái dự án, và nếu có dẫn đi chăng nữa thì cũng không có lợi ích gì nhiều, bởi vì là cái này chúng ta chỉ săn được chơi tích rồi bỏ đấy thôi, chứ thực ra nó kể cả mình có dẫn thì mình cũng không được thưởng gì thêm trong cái đợt thì chơi tích đấy. Vì thế là mình cũng không bị ảnh hưởng gì lợi ích khi mà anh em có làm hay không làm, được chưa? Nên là mình cũng khuyến cáo luôn cho anh em, cái này thì anh em cũng biết rồi, làm được chơi tích nhiều anh em cũng biết rồi, để chơi tích kiểu này thì không có rep. Đấy, anh em lưu ý. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái cầu đầu tiên, đó là cầu Stargate Bridge đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ đóng tạm những cái link không cần thiết, chúng ta sẽ làm để cho nó khỏi rối anh em nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ mở cái link cầu này đây.
Đối với cầu này thì chúng ta sẽ chuyển cầu giữa các blockchain và tích lũy vốn khoảng 10.000 đô cho qua nhiều ngày khác nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái cầu StanGate, thì anh em thấy là cũng một cái giao diện rất là đặc trưng của Layer Zero, nó cũng là một cái giao diện rất là đặc trưng. Thì nếu anh em làm các cái cầu khác thì anh em cũng thấy là nó rất là đặc trưng cái giao diện này thôi. Ok, bởi chúng ta làm nhé. Chúng ta có thể chuyển đơn giản nhất là cái tài sản, chính là cái tài sản là ETH đi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chuyển từ ETH mạng Arbitrum, và chúng ta có thể chuyển đến hiện nay thì hỗ trợ đến mạng Ethereum hoặc Optimus, thì mình nghĩ là cứ đến Optimus thôi thì phí nó sẽ rẻ hơn nhá. Và là chúng ta có thể chuyển các tài sản khác như USDC cũng có thể chuyển đến mạng Optimus, chúng ta có thể lựa chọn. Ok, bây giờ thì để có cái Arbitrum người ta làm thì mình xin đề xuất với anh em là hiện nay chúng ta có hai sàn có thể rút ETH mà Arbitrum với mức cái phí rất là rẻ, bao gồm là sàn Bitget với mức phí là 0,033. Nếu mà rẻ hơn nữa thì chúng ta có sàn Bybit với cái mức phí rất là phù hợp. Và Bybit thì anh em nhìn thấy là tất cả những cái mã ở trên sàn Bybit phí đều rất mềm, rất mỏng, rất thơm, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta muốn rút cái mạng nào cũng được. Thì ở đây thì mình nghĩ là đợt này mình sẽ chuyển cầu từ app Optimus sang Arbitrum đi. Optimus sang Arbitrum nhé. Anh em nghĩ ý tưởng này thế nào đúng không ạ? Rồi ok, bây giờ mình sẽ chuyển này. Lúc này thì mình sẽ không rút, có lẽ là mình vì làm video demo mình không rút ra nhiều đâu. Mình sẽ mua một lượng ETH với khoảng là 150 đô để mình sẽ cùng anh em chúng ta chuyển cầu và làm các cái dự án ngày hôm nay. Mình sẽ sử dụng 150 đô để mình mua nhé. Và bây giờ mình sẽ đi tìm cặp ETH ở trên sàn Bybit. Mình sẽ mua đúng vào khoảng 150 đô. Mình sẽ dùng lệnh thị trường để mình mua 150,5 đi để có thể có một cái độ dư. Có một cái độ dư để phí giao dịch các thứ, phí rút tiền các bạn, thì chúng ta xem còn bao nhiêu. Ok, chúng ta đã mua xong thì các bạn sẽ tiến hành rút tiền ra thôi. Sunny Show mấy hôm nay rất là tốn tiền. Đây, kèo này là kèo trọng điểm đấy anh em ạ, kèo này rất là quan trọng và hiện nay thì rất nhiều cá mập cũng đang săn cái kèo rejoin tích này. Đấy. Chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ ví MetaMask chúng ta hoặc ví ETH ở trên trước clip vào, mà khuyên là anh em nên làm trên máy tính nữa tiện tiện hơn, những kèo này trên điện thoại thì hơi cấn anh em nhé. Rồi chúng ta sẽ ấn vào rút tiền này, ở đây thì mình đã chọn là mạng Optimus rồi. Ví rút thì anh em cứ phải check cái lại xem ví rút nha, vì một số sàn nó sẽ điều chỉnh. Hiện nay thì chỉ có Bybit là cái mức phí nó là thơm nhất và mềm nhất cho anh em thôi. Đấy, Optimus, ok. Sau khi chúng ta đã rút ra Optimus thì các bạn có thể là dùng tool Chainlist nếu anh em người mới thôi, còn anh em người cũ thì chúng ta kiểu gì cũng có mạng này rồi. Thì các bạn có thể gõ từ khóa là OP hoặc là Optimus ở đây, thì các bạn thể thấy ở đây chúng ta đã add to MetaMask, chúng ta sẽ add cái mạng Optimus vào trong cái vào ví chúng ta. Đấy. Bây giờ mình đã ở đây thì mình bây giờ chỉ cần chờ cái tiền nó ra thôi, chờ một lát. Dùng 150 đô chuyển cầu. Có vẻ là cũng hơi lâu nhỉ, bài biết hôm nay hơi lâu. Nói thật với anh em là nếu không làm mà đi chơi tích hoặc là không chơi IDO thì mình sẽ không để tiền trên sàn đâu. Đấy. Nhưng mà làm đi chơi tích và chơi IDO thì mình phải phải để tiền trên sàn thế này. Ok, đấy thì anh em thấy là Bybit thì cũng ra rất là nhanh thôi. Chưa đầy 5 phút thì Bybit đã nhả coin rồi. Mình nghĩ là tầm khoảng 3 phút thì Bybit đã nhả coin rồi. Bây giờ chúng ta đã có tiền thì chúng ta làm rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển cầu nhé. Chúng ta sẽ kết nối ví MetaMask chúng ta với StanGate. Và dĩ nhiên anh em sẽ chọn mạng. Ở đây thì để chuyển cầu cho nó rẻ thì mình quyết định là sẽ chuyển từ Optimus sang Bitrum về ETH luôn. Đây. Anh em có thể là chuyển cái USDC, USDT các thứ để nó tăng cái xác suất lên nhé. Ở đây thì mình sẽ thử chuyển nữa này.
Ồ, khi chuyển thì anh em thấy là nó sẽ mất phí khá nhiều anh em ạ. Nếu mà để tích lũy cái vô này thì hơi bị căng đấy. Mình xem nào. Slip 0,5%. Tôi để tớ chỉnh lại slip là 0,1% đi. Chứ 0,5% là hơi căng. Căng yeah. Bạn sẽ nhận là 0,07 ETH. Tự nhiên hao đi cả 0,1. Thôi cái này thì làm demo cho anh em thôi chứ còn không dám chơi rồi. Mất nói chung là anh em đầu tư thì cũng tốt thôi, nhưng mà cái cầu này hơi 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 căng đấy. Để tớ thử Optimus sang ETH xem nào, nó có hết nhiều vậy không. Nó cũng vậy anh em ạ. Chán nhỉ. Nó cũng vậy. Rồi rồi, mình sẽ chuyển một cái lượng nhỏ thôi, làm demo cho anh em thôi chứ tớ cũng không dám chơi kiểu này càng quá. Ok, 0,75. Đây mình sẽ làm demo cho anh em một cái lượng là 0,5 thôi, chứ còn không dám chơi nhiều, bởi vì là chơi nhiều thì kiểu này là bé bét rồi. Khá căng rồi đấy. Đấy, mình sẽ chuyển vào lượng là 0,011 nhé. Chứ còn không dám chơi nhiều hơn nữa, chơi nhiều hơn là không ổn rồi. Đây. Anh em thấy là ở đây thì chúng ta chuyển cầu và người ta sẽ confirm trên ví nhá. Dĩ nhiên anh em sẽ cần phải tích lũy cái vốn cao hơn. Ở đây khuyến cáo là anh em tích lũy vốn khoảng 10.000 đô, nhưng mà nhìn thấy nó hao quá, đấy làm chơi đấy. Ok, đấy để xem. Thế này hình như là chuyển cầu là mất 10% đúng không ạ? Mất 10%, hôm nãy mình nhìn nó hao quá, thế là đếch dám chơi. Mất 10% thì 0,9 thì còn 0,8 đúng rồi đúng không ạ? Hao quá đếch cầm chơi, nhỡ không, chưa gì mà đã mất cả 0,1 đấy, mình không dám chơi. Ok, mình thôi chơi 0,1 thôi, mình nhà nghèo đấy, mình làm demo cho anh em thôi, bởi vì là anh em cứ bảo săn kèo ấy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm demo cho anh em thôi, chứ còn tớ không dám đầu tư kèo này lớn quá. Rồi, ok. Chúng ta sẽ chờ khoảng hơn 1 phút thì nó sẽ đến ví chúng ta nhé. Mình sẽ check ở trên mạng xem nó đến chưa. Đến thì mình chuyển mạng thôi, có gì đâu. Đây. Ok. Rồi, chưa đến anh em ạ. Kiểu này là chưa đến thôi, chờ tí nữa xem nào. Ví đang có 0,18 ETH. À, 32 trước, 32 giây trước ở đấy luôn này. Thực ra thì nó đâu có hết nhiều đâu anh em nhỉ. Cứ nghĩ bảo nó hết nhiều mà nó cũng chả hết nhiều đâu. Chúng ta chuyển cầu là 0,11 đúng không ạ? Bây giờ nó đẩy tiếp cho chúng ta đến đây này. Gần như nó cũng chả hết phí mấy. Thôi để tăng thu lạnh lên. Cứ chơi từ từ thôi anh em. Chả biết đi đâu mà vội. Rồi ok, đến rồi, God it. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục làm thêm một cái lệnh 0,1 nữa. 1,1 nữa. Chả hết mấy phí anh em nhỉ. Cứ tưởng hết nhiều lắm cơ, có hết mấy phí đâu. Ok. Đi 10 lệnh thôi. Tăng cái số lệnh lên thôi, cái này là mình tăng cái số lệnh lên thôi. Bây giờ tiếp theo là đi cái lệnh 0,12. 0,12. Không ngán anh em ạ. Chơi kiểu này thì chơi cả ngày cũng được, sợ gì. Ok rồi, xem cầu nha anh em nhé, xem cầu sang nhé. Mày cũng trả hết nhiều, tưởng hết nhiều cơ. Đây anh em thấy này. Rồi ok, chờ tí, hai cầu đang chuyển sang, một cầu trên một cầu dưới. Nhìn chung là chuyển cầu thì nó cũng sẽ mất một chút thời gian anh em ạ. Rồi ok, cũng khá là tốc độ gì nhỉ. Đây này, 8 giây trước thì cái cầu này đã sang này. Ok. Rồi được một cái cầu rồi, được một cầu xong rồi này. Xem cầu nữa này. Ok. Thì qua kết quả test thì nhìn chung là không bị hao mấy anh em ạ. Thì bây giờ chơi mạnh dạn tí.
đúng không ạ? Chơi mạnh dạn thì sẽ chơi là 0705 đi. Được, cầu này chơi được anh em ạ. Cầu này anh em dùng lâu dài được đấy. 0705 thì chắc nó còn 0,04 mấy, để xem nào. Tớ thử chơi lớn mà như thế nào nhé. Chơi từ nhỏ lớn phải té hết đúng không ạ? Ở đây thì mình được cố gắng phải tích được 5 lệnh chuyển cầu. Chuyển cầu qua, chuyển cầu lại. Phải được 5 lệnh. Cố gắng. Đây là mới được 3 lệnh thôi. Phải được 5 lệnh chuyển cầu thì mới lên cơm cháo được. Rồi, ok, anh em thấy là không ham nhiều. Chơi được anh em ạ. Ok, bây giờ lại chơi một cái lượng cầu lệnh cầu ngược lại. Từ Arbitrum cầu sang. Để em đẩy sang Arbitrum. Anh em nhớ là trên trang lead thì cũng sẽ có Arbitrum. Anh em có thể gõ từ khóa ARB. Nên ta tích hợp mạng Arbitrum One nhé. Nhớ là Arbitrum One nhưng không phải là Arbitrum Lô 3. Ok, đấy, chúng ta chuyển sang mạng Arbitrum One. Sau đó chúng ta tiếp tục là chuyển cầu lại này. Ở đây thì mình sẽ chuyển cầu là 0,03 đi. Anh em tại sao mình phải thay đổi thông số liên tục? Bởi vì là tránh trường hợp nó quét bot. Đấy. Thì chúng ta sẽ thay đổi cái thông số liên tục. Thằng Abitum lại tốn tiền hơn anh em ạ. Cái thằng Abitum lại tốn tiền hơn. Để mình xem. Đây phí Abitum lại căng hơn áp áp phí căng hơn nữa. Phí thằng Abitum căng nhé anh em. À không, phí nó là 0,018 thôi. Anh em mình khi gửi đi thì đã cống cho ông cầu là 0,038 thôi. Rồi ok, hiểu rồi. Đã cống cho ông cầu một ít rồi. Rồi ok, bây giờ lại chuyển đến Optimus này. Optimus. Để chuyển nhé. Optimus. Optimus này này. Ok. Rồi, để xem nào. Nãy cống nhung cầu tí rồi. Ok, nó không hao lắm nhưng chỉ yếu là mất cái tiền cống nhung cầu tí thôi. Cứ tưởng là không phải cống nhung tí nào. Ok, 0,029 đi. 29 ok, để vậy đi. Rồi nào, phải cống nhung cầu nữa mà. Ok, kết nối ví lại này. Lại triển khai tiếp. 029. Rồi, confirm. Khả năng thằng Optimus nó lại rẻ hơn nhỉ. Cái này là mình đi với phương pháp không phải là đi vô nữa mà là sẽ đi là số lệnh, ít nhất từ 5 lệnh đúng không ạ? Từ 5 lệnh stand gate. Rồi ok. Ok. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ thấy là ở đây thì cũng sẽ cống cho ông cầu một cái lượng này này. Nó sẽ bao gồm một cái lượng kèm theo là cống cho ông cầu. Rồi. Cũng nhanh thôi. Ok, đấy thì anh em có thể đi nhiều vô nhiều nhiều lệnh nhá, có thể đi vô to hẳn luôn. Đấy. Chúng ta có thể là múc luôn cả vô to hẳn luôn, tuy nhiên là sẽ mất phí cầu. Đấy. Thì anh em thể tích lũy vô mình thấy là phí nó cũng rẻ thôi, nó không quá đắt thì anh em có thể là chúng ta đi với cái vốn to hẳn đi. Rồi đây là cái thứ nhất là chúng ta chuyển cầu giữa các bộ lồng cha tích lũy này. Đấy, vốn khoảng 10.000 đô thì mình thấy qua kết quả test thì cái phí nó cũng rẻ thôi. Đấy. Mình thì sẽ không tích lũy 10.000 đô đâu, mình chỉ làm video đồi mô ăn được ăn không ăn được thôi anh em ạ. Bởi vì là cá nhân của mình ấy, thì mình thì tiêu chí của mình là phải làm nhiều dự án để anh em có kèo anh em làm. Còn thực tế là cái việc là mình có ăn được thì trôi hay không thì không quan trọng. Đấy. Ok, đây là tiêu chí mình làm việc. Rồi ở đây tiếp theo là bỏ phiếu đề xuất. Thì ở đây chúng ta sẽ có phần copy contract từ CoinMarketCap để mình thử bây giờ mình sẽ test xem nào. Mình sẽ test trước tiên là mình sẽ lên Uniswap mình mua một cái lượng mạng Arbitrum. Mình cũng đã test contract của Arbitrum ở trên cái này rồi thì nó cũng là chính xác thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ mua nhé. Arbitrum.
mình sẽ thử, tại bởi vì là cái mainnet của nó mình nghĩ là ETH thì là ăn 100% rồi, nhưng mà sợ là cái chain khác thì lại lấy ăn. Đấy, thôi bây giờ mình sẽ chuyển sang mạng Ethereum trước đã, mình sẽ test cho anh em, nếu không được thì chúng ta sẽ tính đến chiêu khác, ta sẽ tính đến cái bài khác nhá. Ok, đấy thì anh em thấy là mình copy cái contract ở đây, copy contract Arbitrum cẩn thận nhầm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ mua vào một lượng, thì mình sẽ tính một lượng là 10 đô. 10 đô thì nó sẽ tương đương với giá ETH là 1.800 đúng không ạ? 10 chia cho 1.800 tương đương với 0.005, thì mình sẽ mua là 0.006 đấy. Chắc chắn là mình sẽ phải mua lượng đủ đáp ứng để cho anh em nhìn qua. Còn cái chuyển cầu thì nó lại khác, chuyển cầu thì mình mua ít hơn cũng được không sao. Ok. Đấy, đây mình mua là 14,97 STG. Và với cái lượng này thì mình sẽ đưa lên lên đây mình stake, mình sẽ vào đây mình stake. Nào. Available. Đấy. Được anh em nhé. Nhiều anh em khi mà chúng ta làm trước đây ấy, thì anh em làm với mạng ERC20 hoặc là một số hướng dẫn thì là mạng ERC20, nhưng mà qua cái kết quả kiểm tra của mình thì anh em thấy là nó cho stake với lại nó cho stake với ETG. ETG mà Arbitrum thì lại mình sẽ stake với STG mà Arbitrum. Cầu này mình thấy là cũng ngon đấy, nên là mình đang vân vân nên là stake mấy tháng đây. Đó rồi, stake 12 tháng đây. Thôi mình 14 tháng thì nó chả làm gì cả, 10 đô không làm gì cả, nhưng mà stake ngắn quá thì cũng ổn. Đấy, mình sẽ thôi quyết định là một cái quyết định đầu tư lâu dài, bỏ ra 10 đô để stake 36 tháng, chơi thì chơi luôn đúng không ạ? Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình stake từ từ, một tháng cũng một tháng ít. Ok rồi, 36 tháng thì được nhiều cái lượt vote hơn. Đây là mình chơi tất tài chơi mác luôn đấy anh em ạ. Ok, tạo stake 36 tháng, 3 năm sau mới được mở. Tính ra là ừ, 36 tháng, 3 năm sau thôi, mình đi rách đã. Lâu quá. 12 tháng thôi. Stake 12 tháng thôi anh em ạ. 3 năm sau chắc gì dự án này nó còn, đúng không ạ? Ok, vậy đây. Mình stake 12 tháng thôi anh em, có thể stake lượng thời gian ngắn hơn được. Cái này chủ yếu là để vote thôi nhỉ. Thôi mà không 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 cần như vậy, 6 tháng nhá. Chỉ cần vote lần thôi, không cần vote nhiều. Ok. 6 tháng. 6 tháng đi. 6 tháng sau thì nó lên giá là vừa. Ok, chúng ta sẽ ấn vào nút confirm. Rồi, mình stake như vậy là 6 tháng này. Thời gian stake của mình lock đến mùng 5 tháng 10, 185 ngày. Ok, đấy, xong rồi anh em nhé. Đấy, stake xong rồi, bây giờ chúng ta có thể vào trong cái phần này chúng ta xem đây này. Cái chúng ta đang stake này. Claim stake fee này. Ở đây thì chưa có gì để mà claim cả, đúng không ạ? Đây, claim stake fee. Được chưa? Đó. Thì ở đây thì chủ yếu là vì việc stake là chúng ta sẽ canh đề xuất về bỏ phiếu thôi. Và các bạn có thể ấn vào post snapshot. Đấy, trong đây thì các bạn sẽ vào đây, chúng ta có thể là kết nối ví chúng ta. Kết nối ví MetaMask đây. Rồi chúng ta sẽ join vào trong đây nhé, ấn vào nút join này. Rồi. Ở đây thì các bạn thấy là hiện tại thì không có một cái đề xuất nào để anh em có thể là đề xuất cả. Đấy. Nó đề xuất cách đây khoảng mấy hôm cơ, thì tất cả cái đề xuất đều đã đóng cả rồi.
Đấy, Lưu Post. Đấy, thì chúng ta có thể tạo cái đề xuất ở đây, hoặc là thôi để đợi bọn nó đưa ra đề xuất, chúng ta sẽ vào đây chúng ta biểu quyết. Đấy, chưa đến lúc để chúng ta biểu quyết đâu nhá. Cái đề xuất này thì cũng mới ra vào từ ngày 25 đến ngày 28 nó qua rồi. Ngày 5, 28 tháng 3 qua rồi, thôi để vài hôm nữa. Đấy, có đề xuất chúng ta sẽ vào bỏ phiếu. Nhớ phải bỏ phiếu trong đây nhá. Bỏ phiếu nó quan trọng lắm. Ok. Rồi. Ở đây thì chúng ta ngoài ra thì các bạn có thể là đóng vào một đóng góp một trong số các cái pool ở trên StanGate rồi farming các thứ, thì anh em nào muốn thì chúng ta có thể làm. Thực ra cái này nó quan trọng chiếu là hai cái phần transfer và phần stake thì mình cũng đã chia sẻ với anh em rồi. Đấy, như vậy là cái này là cái mà có lẽ là cái đầu tiên và cũng là một cái rất là quan trọng chúng ta sẽ làm. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái tiếp theo, đó là cái sử dụng cái Bridge NFT. Thì ở đây thì cũng chia sẻ với anh em là cái này thì chắc là tớ cũng tham gia, mà nhiều anh em thì cũng tham gia, vì là trước tiên là tham gia là cầm chắc là một cái vé lỗ, cái vé lỗ giá của NFT, vì người ta mua vào đắt và người ta bán ra thì nó sẽ vừa mất phí mà vừa là vừa đấy, thì cầm chắc là cái vé này ở đây. Ví dụ anh em thấy là cái best offer nó 30738, mà cái giá tường bây giờ nếu anh em mua đứt ở trên này sau đó bán best offer ấy, mà không chờ để một người khác người ta treo giá ấy, thì chắc chắn là anh em sẽ cầm một cái vé là lỗ 100%, được chưa? Lỗ 100% với một cái mức lỗ tương đối đấy. Thì thực ra thì có thể là NFT thì nó cũng biến động, cũng chả biết trước được gì cả, nhưng mà cái này thì nó rất là nhiều NFT thì mình cũng không dám mới đề xuất anh em mua, mình cũng cho anh em xem để biết thôi. Đại gia thì người ta tùy người ta chơi thôi, thì tính đơn giản này ra thôi, anh em mua là 0,415 đúng không ạ, nếu mà giá tường là 0,41 đi, mà anh em bán ra là 38 thì anh em cầm về là lỗ 0,03, 0,03 mà nhân với 17 thì anh em sẽ mất là 50 đô. Vậy thôi, anh em nào thừa tiền mà chưa kể phí thì chúng ta sẽ mất rơi tầm khoảng 80 đô. Ăn thì trôi chả biết được 80 đô hay không đấy, thì nói chung là đấy, thì mình cũng không có khuyến khích anh em mua, mình chỉ hướng dẫn sơ cho anh em thôi. Đấy, thì ở đây thì sau khi mua NFT thì các bạn sẽ dùng một cái cầu cầu chuyển đổi, chuyển cái NFT này đến các cái chain khác nhau. Sau đó thì anh em sẽ chuyển ngược lại trên ETH để bán ra nếu anh em cần. Đấy, thì các bạn có thể áp dụng làm cái này. Thì đây cũng là cái con NFT duy nhất mà và cái cầu chuyển đổi duy nhất mà hỗ trợ là Zero. Đấy, thì anh em có thể cân nhắc tùy anh em thôi. Cái này mình không 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 dám đề xuất anh em chơi cái này vì nó cũng mất phí mà. Ý hơi căng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến hôm nãy từ nãy giờ là chúng ta đã làm xong cái món mainnet rồi, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ làm sang món testnet, và món testnet thì là món đầu tư đấy anh em. Món testnet là bây giờ dùng tiền thật mua tiền ảo, đúng không ạ? Cái này đúng là tiền thật mua tiền ảo luôn luôn này. Chúng ta rồi ngoài ra thì chúng ta dùng tiền bán tiền ảo để mua tiền thật. Đấy, cái này rất là thú vị nha anh em nhé. Thực ra thì mình cũng sẽ phải đầu tư. Ok, chúng ta sẽ có một cái cầu cầu từ layer, chúng ta sẽ chuyển cầu từ các cái layer 2 đến Gold layer. Mình cũng xin lưu ý với anh em, chúng ta không tuyệt đối là chúng ta không dùng ETH nhé. Cái này thì khi chúng ta trùng chuyển cầu dùng ETH là phí rất là căng, nên để lách cái phí ấy, chúng ta sẽ chuyển cầu từ các cái mạng layer 2. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái cầu bây giờ, cái này thì cũng rất là quen với anh em rồi, tức là đây là cái trang testnet Bridge, đúng không ạ? Trang Bridge này thì cho phép anh em là chúng ta có thể bán ETH mạng Gold testnet, và anh em biết là bây giờ Gold testnet nó hiếm như thế nào. Đấy, nhưng mà mình cũng xin lưu ý anh em chúng ta đừng có ôm quá nhiều, mình nghĩ là không nên ôm quá nhiều, vì là đang có đề xuất là sẽ bỏ cái mạng Gold Testnet này đi đấy, nên là đừng có ôm nha, ôm có thể là ra đi đấy. Đấy, khuyến cáo thôi, anh em nào thích thì cứ làm thôi, bởi vì là có thể là vẫn còn lãi, anh em ạ, trong cái giai đoạn mà nó chưa thay đổi cái mạng Testnet thì Gold vẫn còn lãi thôi, nhưng mà bây giờ tất cả các mạng đều dùng Gold nên sau này cái Gold sẽ hiếm nếu mà cái đề xuất mà đóng cái Gold này nó không thực hiện và nó không thay thế một mạng internet khác thì cái Ether này sẽ rất ngon. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kết nối ví MetaMask đấy. Thì đây cũng là cái cơ hội và cũng là thách thức cho anh em, nhưng mà thực tế thì bây giờ mình cũng chỉ mua để kiếm tí phí để mai làm thôi. Thì ở đây thì chúng ta thấy là ở trên ví của mình, ví Arbitrum của mình đang có 0,083. Đây là một cái thực tế rất rõ ràng rồi. Đấy, 0,083, và nãy giờ làm hao đi gần 0,007 rồi đúng không ạ? Hôm nay rút ra là 7 nha. Lại rút ra thực tế bao nhiêu các bác. Đây, cho anh em xem từ đầu đến cuối 0,082, và trên ví của mình hôm nãy là có hình như là 0,07. Nói chung là đã hao đi một lượng rồi, gần hết 0,1 rồi, tức là gần hết 17 đô tiền phí sau khi làm cái kèo đầu tiên là kèo
Stargate Finland đấy. Thì mình đã nói rồi, cái kèo này thì làm phải hết trăm hơn trăm đô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái kèo này, thì ở đây mình sẽ chuyển cầu một lượng là 0,01 ETH Arbitrum mà chuyển đến Gollier ở trên đấy. Ở đây thì anh em có thể chuyển cầu qua lại đúng không ạ? Chúng ta chuyển cầu qua lại ở đây 1.06 này, 1.06 mình chuyển sang một con được bao nhiêu, 0.08 thôi. Đấy, thì anh em sẽ dùng cái thao tác chuyển cầu qua lại giữa cái này. Thực tế thì anh em có thể khi mà chuyển cầu ngược lại, ta chơi lệnh mỏng, và khi chuyển cầu lệnh đến là tùy anh em thôi. Cái này thì mình nói luôn là độ hao, độ lệch nó cao đấy, nên anh em cũng phải rất là cân nhắc anh em nhé. Ok, mình sẽ xem nào, 115, giá thì nó thay đổi chóng mặt mà, 0.01. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển cầu, và ở đây thì nó có chỉnh cái độ slip, nó chỉnh slip đấy. Mình có thể là chuyển được cái slip này không, mình sẽ chuyển vào diện test này đây nhé, slip căng nhé. Ở đây có phần edit này, anh em thay đổi cái slip đi chứ slip này hơi căng. Đó, ok, lên 120 rồi, nay có lời cho mình rồi, mình múc thôi. Từ từ Gloria, sorry anh em, bây giờ mình sẽ chuyển ngược lại sang mã Arbitrum chứ, cái này là hơi hơi chát đấy. ETH trên Arbitrum, nếu mà ETH trên Gollier, ETH Ethereum thì nó được nhiều hơn à? ETH trên Ethereum được nhiều hơn không? ETH Ethereum nhiều hơn, ETH trên Arbitrum thì được ít hơn. ETH trên Optimus sẽ được nhiều hơn không? Ít hơn anh em ạ, như vậy là Arbitrum nó sẽ phổ biến hơn nên là được nhiều hơn. Ok, được bao nhiêu thì được, bây giờ mình sẽ chuyển cầu đây anh em ạ. Cái này thì mình xác định là mình cũng hold lại luôn chứ mình cũng không có bán ha. Giá thay đổi quá nhanh. Thôi, cái này thì phải tăng slip lên 1% rồi. Không được, tăng slip lên 5%. Ôi càng ngày nó càng giảm và lại giảm mốc bây giờ đấy rồi. Ok, đấy. Tăng slip 5% là ăn 100% rồi. Ok. Cái này mình chuyển cầu xác định là mình sẽ dùng cái số tiền này luôn nên là mình cũng quyết tâm là mình để lại thôi. Còn như anh em thì mình khuyến cáo là anh em chúng ta. Ok, chúng ta đang có một cái lệnh pending. Lệnh của chúng ta đang pending em ạ. Nó sẽ hết dự kiến là khoảng 5 phút thì cái cầu này mới hoàn thành. Sau cái lệnh này thì mình sẽ đi những cái lệnh nhỏ. Sau cái lệnh này thì mình sẽ đi những cái lệnh nhỏ hơn. Đấy, mình tích cái lượng này để mình làm thôi, còn sau này là mình đi lệnh nhỏ. Đây. Ok. Anh em, nếu mà anh em ngồi mà anh em gom tay thì lâu lắm. Đấy, nên là anh em cứ múc đại cái này, bỏ ra 0,01 ETH múc đại cái này, nhanh đúng không ạ? Nhanh gọn nhẹ. Ok. Rồi. Mayo Zero. Có vẻ là mình đã nhận được 100 linh. Bán ra ETH thì không được nhiều. Thôi mình chả bán ra, mua vào thôi, bán ra gì nữa anh em nhỉ. Ok. Mình chờ thôi, bây giờ mình chờ thôi. Chắc mình đi khoảng 3 lệnh nhé.
Mình sẽ đi khoảng 3 lệnh, bao gồm những cái lệnh nhỏ. Hoàn thành được anh em này. Mình sẽ đi khoảng 3 lệnh, bao gồm những cái lệnh nhỏ. Đi 5 lệnh, bao gồm những cái lệnh nhỏ nên anh em nhé, để tăng cái số lượng lệnh lên. Một lệnh này, một lệnh, lệnh đầu tiên, cái này là để mình tăng lệnh thôi, tăng cái số lệnh thôi, còn cái lệnh chính thì mình đã đi rồi, không phải không 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 về rồi. Lệnh thứ hai, thực ra khi mà làm những cái lệnh này đã biết là sẽ mất phí rồi, chứ không quan trọng phí nữa rồi anh em ạ. Rồi bây giờ sẽ là một lệnh 0,001. Thế nên là 0,005. Anh em có thể đi nhiều ngày nhá, đi nhiều lệnh nhiều ngày đấy, chứ không phải ta chơi một ngày là đi hết bằng đấy lệnh đâu. Chúng ta phải dàn trải ra nhiều lệnh nhiều ngày, chứ còn đi một ngày là anh em đi hết bằng đấy lệnh là ngủ đâu nhá. Đó, tất cả bây giờ đi chơi tích phải săn trên một nhiều quãng thời gian, nhiều khoảng thời gian, chứ không phải một ngày hai ngày đâu. Đây, mình làm demo cho anh em xem thôi. Ok, đấy, thì cái này thì mình xác định là mình cũng không chuyển cầu ngược lại, vì chuyển cầu ngược lại thì sẽ là chuyển Goliath sang mạng Ethereum và phí rất là căng. Nên mình cũng không 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 cần thiết phải chuyển cầu ngược lại nữa. Đó. Thì đấy, thì ở đây thì cơ bản là ở bên cái cầu Layer 2 Goliath được xong rồi nhá. Chúng ta sẽ đến với cái cầu là USDC Bridge Testnet. Thì ở đây chúng ta sẽ có Bridge Testnet giữa USDC, USDC Fold đến Fold mã Avalanche. Chúng ta sẽ nè, thì anh em có thể thấy ngay là chúng ta sẽ tiến hành chuyển cầu giữa USDC Testnet Goliath sang Avalanche Fuji. Đấy, thì ở đây để mình xem. Đấy, chúng ta hãy chọn ở đây là ETH này, và dĩ nhiên ở trên này thì chúng ta sẽ khai báo cái địa chỉ ví chúng ta vào đây, rồi xác thực nghề máy. Các bạn nút submit. Được chơi ta? Không thể báo gì. Ok. USDC đang trên đường tới, sẽ đến trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhìn ví đẹp đẹp thích nha. Ok. Rồi để làm thêm gì nữa, múc thêm gì nữa để đi cầu cho nhiều. Không biết là có múc thêm được không, mà nghĩ là chắc mấy cái trang quảng cáo của này thì anh em múc thoải mái. Hot dog. Rồi xác thực người máy xong này, anh em sẽ cần mấy phút thì mới thử lại lần thôi. Ok, chuyển sang cái cầu tiếp theo, đó là cái cầu chờ phâu của Avalanche đi. Mấy phút nữa rồi quay lại với cái phâu ETH Goliath. Rồi cái này thì quen thuộc, nói chung là cái này quen thuộc với anh em rồi, đúng bài đấy anh em ạ. Fibonacci, Fuji, Avalanche, Request. Đây mình sẽ xin một ít Avalanche. Request thêm không được, như vậy là một ngày chỉ được hai ấy thôi. Hình ảnh có màu là bóng Lake Perry. Đây, hình ảnh đá bóng em ạ, chính xác là hình ảnh đá bóng. Không phải 15 phút. Ok, chúng ta sẽ chờ một tí nữa. Tăng 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 tăng. Ok, bây giờ thì trong lúc chờ đợi thì các bạn sẽ mở cái cầu này ra.
tiến hành chuyển từ UBDC Testnet Gaudios sang Avalanche Fuji. Rồi cái này thì tạm đóng được rồi. Ừ, cái này xong rồi rồi cái chắc cũng tạm đóng được. Tôi chờ tí nữa. Cái này tạm đóng nhé, những cái không cần thiết là chúng ta tạm đóng đây cho nhìn nó thoáng dễ nhìn. Rồi để mình cầu thêm tí nữa nhé, thêm tí VDC nó có ít quá chả bỏ bè gì này. Hot dog. Ok. Đến chưa? Đến chưa? Rồi, ok. VDC đang đến. Rồi vậy đi. Chúng ta sẽ kết nối ví này, kết nối ví MetaMask với cái cầu này. Nó đang cho dọn Tenet này chứ về sau Mainnet này hơi căng đấy. Kết nối. Kết nối. Giờ chúng ta sẽ chuyển cầu chuyển tới mạng Gaudio Testnet. Chuyển Gaudio Testnet này. Ở đây mình đang có 21 USDC. Chuyển hết đi để làm gì? Đúng không ạ? Gas dự kiến, ok. Khỏi cần gas dự kiến luôn. Ấn vào transfer. Mark USDC. Còn like. Từ từ. Ok, Anna Pro đây. Mình muốn anh em làm từ những cái dễ trước, sau đó chúng ta sẽ đến với mức độ cấp độ nâng cao, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến toán nâng cao sau, bây giờ cứ làm cái dễ trước này. Ok. Vậy đi. Confirm. Rồi đây mới là lệnh chuyển cầu này, hôm nãy là lệnh mở contract, đồng ý để ủy quyền contract. Bây giờ sẽ là lệnh chuyển cầu. Gần 1 tiếng anh em ạ. Anh em nếu mà muốn hướng dẫn nhanh thì cũng nhanh thôi, nhưng mà thôi mình làm nó kỹ nữa một tí và chia sẻ nó kỹ một tí cho anh em. Rồi anh em sẽ mất khoảng tầm độ 1 phút để anh em có thể là hoàn thành được cái cầu này. Trong lúc chúng ta chờ đợi thì mình sẽ đi đọc một tài liệu một tí nữa. Sẽ có một cái cầu chuyển từ Aptos EVM đến Aptos, sau đó chúng ta chuyển ngược lại từ mất từ 7 đến 14 ngày. Nói chung là anh em cố gắng đi vôn cao lên tí. Chơi luôn, để nào. Cái này mình sẽ làm khoảng 5 6 lần cầu. Thực ra thì làm Nigero này là theo một cái yêu cầu một người bạn nhờ đấy, và không thể từ chối đúng không ạ? Riêng với người bạn này sẽ không từ chối, mình sẽ cố gắng hỗ trợ. Gold hơn 112 câu đưa thì làm tẹt ga rồi. Bất chấp các kèo tẹt nét luôn anh em ạ. Pelit vẫn chưa xong rồi. Để mình xem là Fuji này. Vẫn chưa xong rồi. Bây giờ chúng ta thể ấn góc trên này nhé. Đây chọn Fuji Avalanche. Nó sẽ tự động nó có phần tích hợp, ta ấn vào Wix Network. Lăn nhanh. Khỏi cần qua 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 chen ít luôn. Anh em cũng lưu ý là đây là mạng Tenet nha, và những cái đồng coin nó vô giá trị. Đây mình đang check ở trên mạng nên là khi nào cầu qua đây. Cầu này là hơi hơi mệt đấy, hơi đau đấy.
Rồi, trong lúc chờ cầu này thì chúng ta sẽ đến một cái dự án tiếp theo, đó là cái dự án cầu Aptos, Aptos Bridge. Đấy. Còn cái cầu kia thì khả năng là lâu đấy. Chờ cầu này hơi lâu, anh em nhìn này. Được chưa? Check luôn, đây là thấy luôn mà. Bây giờ mình sẽ kết nối với MetaMask của mình nhé. Kết nối với MetaMask này. Ở bên này thì mình sẽ kết nối vì Aptos. Aptos thì đề xuất anh em dùng Ponten đi. Ponten nó là của luôn của bọn này luôn. Ponten là của luôn bọn nó liên quan đến Zero. Nói chung là nó liên quan đến Zero, nó có nguồn vốn đến Zero nên nó sẽ dễ cho anh em hơn. Ok, rồi kết nối với Ponten nó cũng đề xuất Ponten mà đúng không em? Để ý thấy nó đề xuất Ponten. Rồi. Để xem. Vãi cái cầu này lâu nha. Lâu hơn anh đề. Rồi ok, để mình sẽ cơ lên thêm một cái lượng nữa rồi đi cầu một lần nữa cho nó nhẹ chứ còn. Xin phép anh em một tí nhá. Mình đã kết nối ví ở bên kia rồi mà mình vẫn làm bên này tí nữa. Bởi vì là cầu này lâu quá. Để chúng ta đỡ phải chờ đợi thì chúng ta sẽ đi hai lệnh. Ok. Rồi. Để tớ đi thêm lệnh nữa. Anh em hết sức thông cảm. Ok. Cầu thêm 10 nữa nha. Hết bao nhiêu thì hết. Rồi. Trong lúc cứ lệnh này thì sẽ có một lệnh confirm nữa. Mục đích này để tăng số lệnh rồi. Tăng số giao dịch lên rồi. Testnet thôi vậy. Testnet từ 5 giao dịch anh em ạ. Đã chơi Tết là phải từ năm năm lịch thì mình lên cơm cháo được. Vẫn chưa sang rồi. Rồi. Mặc kệ bọn nó ở đây đi ạ. Chúng ta hãy kệ cái lệnh đấy đi. Chúng ta sẽ đến với cái lệnh chuyển cầu ở đây. Thì đây mình hướng tới là khả năng mình sẽ chuyển từ Arbitrum cầu đến WETH ở Aptos, sau đó thì sẽ làm lên trên sàn cũng được. Đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ cầu một lượng là 0,01. Thì ở đây các anh em thấy là khi cầu như vậy thì sang bên kia thì nó cũng đúng một cái lượng 0,01 luôn. Đấy, thì rồi ok nào. Biết lâu nhỉ? Ok thôi cứ không phải có một thì chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ làm nhé. Cầu sẽ có phí anh em ạ. Confirm. Chân sân dần lỗi. Lỗi phí. Chân sân bối. Courier. Ok rồi quên. Cái này chưa chuyển mẹ. Chuyển mẹ sang áp tốt. Mạng sang mạng Arbitrum đã. Rồi bây giờ múc lại, làm lại này, thao tác lại. Để đi loạn lại chàng cho nó dễ chứ nhìn nhìn kiểu này hơi choáng. Rồi. Arbitrum 0,01. Aptos. Aptos xem lại cái bí đích cho nó chuẩn đi. Ổn rồi. Nào, chúng ta múc này. Phí anh em này, phí là 0,00 0,1 0,0108 này. Phí căng nhỉ. Yeah. Rồi, phí gần như là 10%. Mình làm lệnh cho anh em xem thôi, còn người ta có lẽ là phải 5 lệnh nhá. Một lệnh không đủ đâu.
Đó. Thì nhìn chung là anh em tùy anh em nhé, cái này mình chỉ làm mẫu cho anh em một cái lệnh cầu thôi, anh em thấy tốc độ thôi chứ còn mình không không có săn để trô đâu, mình chỉ làm cho vui vậy thôi. Ok đây anh em thấy này, kèm theo cái số tiền trả cho cầu. Tại sao mình cầu từ Arbitrum sang, vì là cái Arbitrum thì thường nó sẽ phí nó rẻ rồi. Ok anh em thấy này, thời gian dự kiến của cái lệnh này là 5 phút. Trong lúc này thì mình sang bên cái cầu này xem nó như thế nào rồi. Cầu test net này lại lâu nhỉ. 900 led trả tiền nó lại nhanh đúng không em? Vậy mà tí nữa thằng mainnet chuyển lại này hơi lâu đấy. Thấy anh em bảo là từ 5 đến 7 ngày. Rồi, để xem để xem. Anh em thấy là bây giờ cái lượng WETH thì cũng đã có trên ví mình rồi. Để mình thử làm một cái quả cầu chuyển sang ngược lại xem nào. 0,01 nha. Không chơi nhiều, chơi ít, test thử cho anh em xem, vì ở đây ở như tài liệu nói là chuyển cầu ngược lại là mất từ 7 đến 14 ngày, cái này mình cũng soạn lại thôi. Đây mình sẽ làm lại cho anh em xem này. Chả lẽ cháu nó lại lâu vậy đúng không em nhỉ? Đây phí anh em này, phí rất căng nha, phí là hết là 0,022 Aptos. Ồ, trả luôn một cái lượng phí 0,27 APT. Vật mấy đô anh em ạ? Tôi để chơi lại đây. Thế vậy, nếu vậy thì phải từ 0,02. Vậy đi, ghi nhận phải 3 đô nhỉ. Nếu mà cầu ngược lại là tốn tiền anh em, chắc cầu đến thôi, cầu ngược lại là tốn tiền. 0,27 anh em nhân ra bây giờ giá tốt anh em thấy ở trên này, mình tính cho anh em cái giá luôn này. Vậy nên mình mới nói là cái keo này là đầu tư rồi. APT 11 đô đúng không ạ? 11 đô mà nhân với lại 0,27. Hết 3 đô tiền phí luôn. Thôi tôi cũng chơi, hay 3 đô cũng chơi. Mình sẽ chơi để cho anh em xem tốc độ thôi. Rồi, anh em thấy đúng như nó nói luôn. Hết cả một đống thời gian luôn chứ không phải là nhanh đâu. Rồi, đây anh em thấy đây. Rồi tiền trừ rồi này. Aptos cũng ra đi rồi này. Đây. Ở đây có cái lịch sử activity đây. Rồi đây cho anh em xem. Đây là cái lệnh chúng ta này. Rồi. Chuyển với số tiền là 0,25 này. Xin coin đúng không ạ? Rồi, ok, mất phí. Chuẩn luôn. 200 dự kiến là 2 28.700 chia cho 60. Hết 47 giờ. 47 giờ mà chia cho 24. Hơn như vậy là mất dự kiến là mất 2 ngày. Nó không 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 đến mức gọi là 7 ngày đâu. Dự kiến hết 2 ngày anh em ạ. Rồi, nó dự kiến thì dự kiến vậy nhưng mà mình sẽ xem thì là nó có nhanh hơn so với dự kiến không. Layer 0. Zero 18 phút. Ồ, tự nhiên nó lại gửi cho mình một cái lượng gì nữa đây. Moonshine hoàn tiền à? À, như vậy là cái Zero khi mà mình mua cái Goldio ấy
ETH Go thì nó có cái vụ hoàn tiền anh em ạ. Nó thừa ít gas nó hoàn lại nhưng mà nó cũng chả đáng bao nhiêu, nó hoàn cho mấy xu. Rồi. Rồi ok, cái này thì chắc là phải chờ 2 ngày thật. Thì chúng ta sẽ không quan tâm nhiều vào cái này nữa. Ok. Đấy thì cái app tốt như vậy nhé. Còn khi anh em ở trên này mà chúng ta thì chúng ta có thể swap thẳng sang app tốt. Cái test âm new này chúng ta có thể swap sang app app tốt được anh em ạ. Swap sang app tốt thì ở đây cũng có một cái nền tảng swap của nó luôn ở đây, hoặc là anh em swap trên ví những có này. Swap trên ví cũng có này, chúng ta có thể swap AMU ETH. Swap luôn trên ví cũng được. Đó. Chúng ta có thể swap ra APT nó làm lại lên sàn. Đấy. Là một cái gợi ý cho anh em. Thì như vậy là chúng ta tạm coi là chúng ta đã xong được cái tạm coi là xong được cái cầu áp tốt này nhá, được chưa? Đó, thì anh em có thể tăng vôn, tăng số lệnh lên. Rồi cái này mình không 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 có chia sẻ sâu nữa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đến với một trở lại với cái cầu hôm nay. Vừa rồi mình đã có một cái lệnh báo là đã xong được cái Fuji rồi. Kết thúc được cái Fuji rồi mà chưa thấy gì đây. Vừa rồi là nó báo là hoàn thành cái USDC rồi đấy. Tôi đã kiểm tra chưa có. Ok được rồi. Thì mình sẽ tăng thêm một cái lệnh nữa. Đi ba lệnh. Lúc nào đến đến thôi, không quan trọng. Thực ra nó là testnet rồi, nên là không như là cái mainnet. Thì nó thích đến lúc nào đến thôi. Bây giờ thì cứ lấy tiền để làm cái lệnh này đã. Báo xong hết nha anh em nhé. Đây là nó báo xong xong hết rồi này. Mà cho đến lúc này thì anh em thấy là trên Fuji thì nó báo là chúng ta chưa nhận được cái gì cả. Đây để mình rerun lại trang cho anh em xem. Đây Fuji nhé. Ta đang ở trên Fuji mà đúng không? Rồi còn chưa thấy gì. Rồi bây giờ mình go đi. Chuyển tiếp tục chuyển cầu Gold sang này. Bây giờ còn một cái cầu nữa là cầu Aptos Bridge và cái trang Let's Trade, chúng ta sẽ tiếp tục làm hơn một tiếng rồi đấy. Những kèo không có tiền đúng không ạ? Vẫn chia sẻ với anh em. Ok, đang confirm. Nếu mà viết bài này thì nhanh thôi. Bây giờ mình nếu mà mình thích thì mình ném luôn bài cho anh em, nhưng mà mình làm video mẫu cho anh em để anh em làm thôi, chứ còn viết bài nhanh thôi anh em ạ. Chiếu là anh em người mới thôi, người cũ thì quan trọng, bởi vì là người cũ thì anh em cũng nhìn thấy bài là làm một rồi. Đấy, anh em thấy này, cái cầu cầu đến cầu USDC đến USDC thì Fuji thì không thấy gì đúng không ạ? Vì vậy buộc lòng chúng ta sẽ cần phải dùng testnet thôi. Không thấy gì. Cầu đến mà không 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 thấy hiển thị ở trên Fuji gì cả. Buộc lòng là mình phải tăng thêm một số lệnh nữa để tăng cái xác suất cái testnet này. Rồi để làm thêm lệnh nữa nhé. Đây con mèo đội mũ này. Vẫn là mèo. Mèo đội mũ. Rồi, làm thêm lệnh nữa. Ok.
Rồi, để làm thêm lạnh nữa đến Fuji này. Một lạnh nhỉ. Rồi đây, những cái này thì coi như tạm qua, tạm xong rồi đấy. Tạm xong rồi mình để đóng nhá, đóng tất cả những cái không cần thiết nữa, mình sẽ đóng rồi. Này gọi là tạm xong. Ok. Rồi, cái này cũng coi như tạm xong nhé. Bên này coi như tạm xong mình đóng nhé. Cái này thì cũng coi như là tạm xong rồi mình đóng nhé. Ok, giờ đến với cái cầu tiếp theo là cầu liquid swap. Cái này thì đã chia sẻ video một lần rồi. Đấy, đã chia sẻ một lần rồi, nhưng bây giờ mình sẽ chơi cái kiểu là đồng bộ làm cùng cùng gắn một ví luôn. Tức là mình sẽ cùng làm gắn một cái ví MetaMask mình đang sử dụng rồi này. Sẽ làm từ đầu đến cuối. Đấy. Tức là ăn quả chọn gói. Anh em hiểu, tạm hiểu là chọn gói đi. Rồi. Arbitrum này. Kết nối đi ạ. Kết nối ví trước, kết nối ví MetaMask trước này. Sử dụng một ví từ đầu đến cuối nhé. Anh em nhớ nhé, cứ sử dụng một cái ví từ đầu đến cuối, và nếu anh em làm thì thêm một cái ví nữa thì anh em phải sử dụng cái ví đấy từ đầu đến cuối cho mình. Rồi tiếp theo là ví Ponten. Cũng sử dụng từ đầu đến cuối một ví thôi. Đây sẽ là mạng Arbitrum. Và đây sẽ là Aptos. Mình sẽ chuyển đến đây là 0,01. Chắc chắn là sẽ mất phí thôi. Quick Network này. Rồi bây giờ sẽ là cái thao tác confirm trên ví, anh em thấy là cũng cái phí nó cũng tương tự đúng không ạ? Nhưng để test thì chúng ta phải làm thôi. Mất phí cũng phải chơi đúng không ạ? Và chắc chắn là chuyển, khi chúng ta chuyển ngược lại thì nghĩ là cùng Layer 0, cùng một cái này gọi là giống như cross chain thôi. Đúng không ạ? Cùng một cái hệ thống Layer 0 nhưng mà nó phân phối cho hai trang. Đấy, nó phân phối cho hai trang thì nhìn chung là nó cũng sẽ cùng cái thời gian như vậy thôi. Đó. Thì đây sẽ mất là 5 phút và anh em dễ dàng nhìn thấy là nó sẽ đến luôn. Cầu đến thì rất nhanh nhưng cầu đi thì rất là chậm. Rồi ok, để xem. Và anh em thì thấy là ở trên ví của mình bây giờ đang có một lượng là 1,23 ATP nhé. Thì nữa xem nó trừ đi là biết thôi. Hảo quá. Ok. Mình chắc chắn là thấy trừ rồi, bởi vì hôm nãy lúc đầu tiên chi làm ấy, trước khi làm thì ví mình có là 16 đô APT anh em ạ, phải chia sẻ với anh em như vậy đó. Rồi cầu đến rất nhanh và cầu đi đây 0,02 nhá. 0,02 thì sau khi trừ đi đây còn bấy nhiêu ga. Thôi ga thì quan trọng, ga thì quan trọng, mình sẽ làm cái cầu cầu đi này. Vẫn là một cái lượng giống hệt như vậy luôn. Mình thấy các bạn thấy đúng không ạ? Đúng như vậy luôn. Bởi vì nó cùng là lay zero mà. Đấy, thôi vẫn cứ làm. Vẫn cứ làm, vẫn cứ chia sẻ với anh em. Để anh em có thể hình dung được cái này. Rồi ở đây thì tiện thể thì anh em có thể là làm luôn cái phần swap trên liquid swap. Cái này nó không phải là cross chain, nó không hề liên quan gì đâu anh em ạ. Tức là cái swap này nó không liên quan đến lay zero. Lay zero nó chỉ hỗ trợ cái cầu cross chain thôi, chuyển chain thôi. Đấy, chứ là nó không có liên quan đến cái kia. Ok. Đây. Swap sang APT. Tôi swap sang APT cho các bác xem. Ok. Kết nối ví Ponte. Đó. Bây giờ thì còn bấy nhiêu tôi chuyển lại APT rồi tôi nạp lên sàn thôi. Phải hướng dẫn anh em cả thao tác nạp lại lên sàn đúng không ạ? Trả lại những gì chúng ta đã tham gia đúng không ạ? Mà khoan để xem đã.
xem lại khoan, chia vội đúng không ạ? Ok rồi, được, chúng ta sẽ chuyển. Rồi, như vậy là chuyển sang APT và các bạn có thể là đẩy lại lên Bybit nha. Vớt vát được thế nào hay gì đấy đúng không ạ? Sau khi đã đi tung tăng bay nhảy thì chúng ta sẽ vớt vát lại những gì chúng ta còn lại. Còn lại gì sau cơn mưa? APT. Rồi, bây giờ mình sẽ vớt vát lại. Chắc là mình sẽ để lại 1,5 aptos để sau này chơi bời tí, còn mình sẽ nạp lại là hai hai aptos thôi. Nên là mình new danh sách. Từ từ đã, xem min nào cho này, không có min đúng không? Rồi, chắc cũng nên luôn thôi. Trừ tiền rồi. Trừ tiền rồi mà trên này nó chưa hiện gì cả. Lại áp tốt được nổi. Rồi, không có chạm. Chỗ đấy thì xử lý sau. Ok, bây giờ đến với cái tiếp theo là cái Let's xem này. Tạm đóng cái liquid swap nha. Cái này thì coi như xong. Đấy, anh em có thể tăng tích lũy cái vô lên, tăng vô lên, tăng số lệnh lên nhé. Đấy, mình làm demo cho em lần để anh em nhìn thôi, còn mình có thể tăng lên. Kết nối MetaMask này. Ok, thế thì chúng ta sẽ nhìn nhận về cái nền tảng này như sau. Cái nền tảng này nó sử dụng năng lượng là năng lượng từ GMX đúng không ạ? Và đối với cái nền tảng này thì anh em sẽ dép tối thiểu là 20 USDC để chơi và tạo vol. Thì ở đây mình để có thể làm cái điều này thì mình sẽ dùng Uniswap. Ok, khoản tiền nạp tiền mình vừa lên rồi. Uniswap mình sẽ swap đến USDC mạng Arbitrum. USDC. Thôi chắc là mình sẽ swap một lượng lên tầm khoảng 50 đô đi, chứ kia thì hơi ít, 50 đô. Bởi vì là anh em để thấy là trên sàn này là sàn long short. Ít quá nhớ không may cháy sao. Đấy, mình sẽ làm nhiều nhiều thì rồi đẹp deposit deposit này apollo mặc lệnh lệnh rồi, như vậy là lệnh đầu tiên là lệnh mở contract chắc, lệnh thứ hai là đẹp tiền. Ủa, vâng, bảo vệ bà nhé. Vâng, mình có chấm bà. Chết rồi, chết rồi. USDC đi đâu rồi anh em ơi? USDC thì vẫn còn đấy. Nhưng mà sao không thấy gì? Rồi ra tải lại. Ok. Hoáng cơ hồn, cứ tưởng là mất USDC. Do quét nó chưa cập nhật.
Reverse page nếu mà tài khoản chưa được update tự động. Rồi ok, giờ mình sẽ đi một cái lệnh. Ở đây là ETH trên USDC và tới tình hình của giá Bit hiện tại mình xem. Đi lệnh gì cũng phải nhìn biểu đồ tí để tính được. Bit hiện nay là 2341. Xu hướng giá hình như đang cắm. Rồi. Nhìn thấy biểu đồ này đang cắm rồi. Để đi lệnh sọc. Sọc. Đi bé thôi, đúng không ạ? Squash. Trên rất sân. Rồi ok. Nịnh sọc. Ngồi chờ tí. Đi chờ vài giây để xem thế nào. Rồi đóng luôn. Confirm đóng. Nổi à? Không cho đóng à? Kiểu này là thế nào đây? Rồi đổi đẩy slip lên, tăng slip lên, cho đóng ngay thôi. Ok, anh em có thể đi thêm lệnh nữa. Hào đấy, có hào đấy anh em nhé. 0,02 lần này thì sẽ chơi gan hơn tí nữa. Ok. Rồi. Lên IPN. Úi giờ. Giá lên à? Lên đâu mà lên? Giá đang xuống anh em nhỉ? Bit đang sập sấp mặt. Sao bọn này nó không hề có xuống anh em nhỉ? Free. Đây xem nào. Tôi ngồi chờ tí thôi. Tôi đóng luôn anh em ạ. Tớ không đủ kiên nhẫn để tớ ngồi chờ được. Đóng luôn. Ok. Rồi, hào tí thôi. Làm tí non nhỉ. Đây. Đổi đi, đổi kiểu. Đi non về sọc. Rồi. À, cái Notiner này thì Notioner này nó là cái ấy thôi. Cái số lượng cái đòn cái số lượng tiền chúng ta chơi ở trong cái tổng số tiền margin thôi. Chứ không phải là ấy đâu. Chứ không phải là nó thể hiện ra cái phần thua lỗ là thắng thua đâu. Đấy, anh em nhìn đừng có hoảng. Ok, rồi, tiếp theo. Truy cập vào vô deposit và các vô để kiếm lợi nhuận. Rồi ok, để làm tí. Ở đây có vô này. Vô ở đây thì chỉ có thằng thôi. Thằng duy nhất là Delta leo trở vô. Start với coin. Rồi thằng S thanh khoản ở phía dưới. Thì dep vào tí cũng được, đúng không ạ? Apollo đi. Gì đây? À, vô USDC này. Ok, để Apollo thì đã. Từ Apollo thôi, để Apollo không chấm Apollo 5 đi, tầm 5 thôi. Rồi Mac cũng được.
quan trọng. 50 đô thì làm gì đúng không em? Rồi. Vô 3,8 deposit capital. Cap cap đã tới 100% rồi. Rồi thì nó che. Có tiền đấy cho đóng đi. Mở con check rõ ràng là mở rồi mà nó không cho đóng này. À, quên. Em lên trên sàn rồi em. Quên, quên, quên. Ủa, đúng rồi này. Cái này già đến cấn rồi anh em ạ. Ở đây này. 40 giờ rút ra chứ giờ quýt quýt sau này mới mới đóng được em ạ. Nó lại còn nói kiểu là quýt mới đóng được, bây giờ mình quýt đã. Quýt nha. Còn bấy nhiêu đây? Quýt này. Quýt xong rồi chúng ta mới có tiết mục đóng em ạ. Rồi chạy nhá. Ok, và vào này, vào này nào, tao tao tăng lại này. Rồi bây giờ sẽ là tiết mục đóng tiền, mở con check. Rồi like approve. Cái này mà ngày xưa mà làm đi joystick tích thì ăn đủ anh em ạ, đi số lệnh nhiều như thế này. Rồi mở con chắc rồi. Vấn đề là ở đây thì nó đã đạt cáp rồi nên nó cũng không không cho nạp vào nữa. Tức là cái lượng tiền nó không cho nạp vào thêm. Thôi cái này có thể bỏ, người ta đã chơi rồi đúng không ạ? Đấy thì anh em có thể là chuyển sang mạng khác ấy. Ồ, ở đây thì nó chỉ có hỗ trợ Arbitrum thôi. Rồi ok. Đấy, chúng ta có thể chuyển sang mạng khác thử xem. Đấy, thì ở đây nó đã bị full full cái cap rồi, 100% cap rồi, bây giờ em không đóng thêm nữa đâu. Đấy, thì tạm coi là kèo đấy chơi là xong nhá. Bây giờ là cái cuối cùng, một cái nó dễ nhất rồi này, đó là cái Crest 3 với cái kèo Onti Onti Tu. Đấy. Onti Tu, bây giờ chúng ta sẽ làm. Ok, để mình swap cái USDC ra ETH đây. Swap ra ETH rồi mình sẽ đẩy lại lên vài bit. Còn lại gì sau mưa đây anh em. Rồi chúng ta có thể làm lên lại Bybit sau nhé. Cái này thì mình không làm nữa. Rồi, mình sẽ tiếp tục với cái cọc Crest. Ta ấn vào Asset Invite này. Bây giờ trước tiên là đối với cái kèo Crest này thì các bạn yêu cầu là các bạn sẽ kết nối ví chúng ta. Chúng ta sẽ kết nối ví, bây giờ chúng ta sẽ dán lên chỉ ví Arbitrum ở đây. Đây là bước rất quan trọng của em nhé. Rồi cái username của bạn có thể là điền vào rồi, tùy ý là ok rồi. Mình thay đổi cái avatar. Rồi chúng ta nút set. Ok, đấy. Thế anh em kiểm tra lại lần nữa cái thông tin này cho chính xác cho mình nhé. Nó rất là quan trọng với anh em. Ok. Rồi bây giờ ta ở lại phần quét, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ. Các bạn nhớ là trong cái phần quên lại không nhắc cho anh em. Trong phần account setting thì chúng ta sẽ liên kết cái tài khoản mạng xã hội, liên kết với email các thứ vào đây nhá, được chưa? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ làm. Follow Twitter này, chúng ta mở ra để follow rồi. Xin phép anh em là mình sẽ đóng cái này lại đã. Nó không cần thiết nữa, đóng.
để nhìn cho nó gọn mắt. Follow này chúng ta sẽ ấn vào nút claim, keyword này. Cái Create 3 này nó dễ. Nên là anh em chúng ta cố gắng ta tự làm đi. Rồi ok, để xem Discord xem nào. Đấy, anh em thấy là 1 tiếng rưỡi ngồi để làm kẹo lý trô mà không ra tiền thì anh em bảo là ai có thể kiên nhẫn với các bạn. Ok, rồi, đúng nick chưa này. Join Discord. Set in về. Very ok, tiếp tục chúng ta claim keyword này. Rồi mời bạn bè tới Atitu, rồi cái này bỏ đi, cái này sau chúng ta sẽ claim keyword đây đi, collect này, quick collect này. Như vậy là ta lên đường này vừa ba, càng lên cao càng tốt nha. Change bio cái này làm được hết Arbitrum rồi thì bây giờ chuyển sang cái bio này được. Vì Abitum vẫn còn kéo nữa thôi, không chuyển nữa. Để ăn Abitum hơn. Na retweet và comment đây chúng ta like này. Lem đi này. Đây này trước đây. Like này. Comment này. Ok, retweet. Ok. Cái name đi quất. Đấy có vậy thôi. Nó sẽ có một chút thời gian để nó loát. Hơi lâu đấy. Ok, rồi. Là retweet comment cũng tương tự như vậy thôi anh em ạ. Là retweet. Lem đi. Một, hai, ba. Rồi. Xong kèo, xong cái nữa này. Nhìn chung cái này lên level nhanh em nhỉ. Làm chơi chơi tí mà đã gần lên level 3 rồi. Ồ, thay đổi video này là cái quan trọng chứ. Thôi rồi, anh em có thể thay đổi bio nhé để chúng ta làm tiếp những cái nhiệm vụ phía dưới này. Nó sẽ còn những cái nhiệm vụ mà bắt buộc em sẽ cần phải làm cái blood quest này thì chúng ta mới đến được những cái nhiệm vụ tiếp theo này. Đấy, thì nói chung là mình không có thay đổi nhưng mà anh em có thể thay đổi để anh em làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo. À, ngoài ra thì anh em có thể giới thiệu người dùng để các bạn nhận được thêm 200 XP nữa. Ok, chúng ta đã điểm qua tất cả những cái khả năng, có thể nói là 1 triệu khả năng trong cái kèo layer zero rồi. Layer zero rồi. Dĩ nhiên là không thể nào mà hết được cả 99,99% tất cả những cái dự án mà có xác suất. Nhưng mà với những cái dự án cơ bản nhất như mình đã chia sẻ với anh em, đó là những cái dự án cầu cross chain thì chúng ta đều đã điểm qua, chỉ thiếu mỗi cái bitcoin.bi này. Cầu Bitcoin Bridge này thì mình chưa có cái phần hướng dẫn cho anh em thôi. Thì với cái này thì anh em nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể là làm thêm. Hay là mình sẽ chia sẻ luôn với anh em luôn cái cầu này nhỉ. Rồi đó, ok, để mình nhìn thấy nó có cái sắc màu nó dễ dễ đấy. Bởi vì là nó cái thôi mình sẽ làm luôn cho anh em cái cầu này luôn. Đây cứ coi là dự án thứ 8 ấy nhá. Rồi ok, để xem nào. Đầu tư Jeffer. Đấy, từ Abitum đến với Ultimate nha. Ở đây thì nó lại có cái Bitcoin này. Bitcoin này lấy ở đâu ra anh em? Để xem nào. Đây, đây, đây. Get Bitcoin B này. Code Apple.
Rồi swap. Cái nồi đã. Quick đến trên Everland. Cứ tạm ở đây đi. PTC. Đây, bị coi bi đây, bị coi bi đây. Cháu nó đây các bác ạ. Rồi, 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 rồi. Hình dung có rồi. Bây giờ mình sẽ rút một lượng Arbitrum ra. May quá Aptos nó cũng vừa lên đúng không ạ? APT. Giao dịch luôn này. Avalanche. Lệnh thị trường. Rồi bây giờ mình sẽ mua Ava. Mua một nhé. 1.1 đấy. Để làm phí nữa. Rồi ok, rút tiền. Sợ không đủ chọn gói cho anh em rồi mình mới quyết định là làm thêm cái này đấy. Còn cái này nó không có cái nền tảng nào hướng dẫn cho anh em đâu. Sợ là anh em không đủ chưa đủ chọn gói thì mình mới làm cái này cho anh em thôi. Rồi, ok. Chờ chút anh em chúng ta lại ngồi với nhau chờ đợi một tí nữa. Thêm cái này là thêm khó khăn. Đúng không ạ? Thêm khó khăn, thêm phức tạp. Cầu đang đến. Cốt. Cốt cái này thì không biết là có vẻ của cái nhóm ấy không. Không biết có phải của layer zero không? Tôi cứ làm đây. Rồi ok. Ở đây thì sẽ có một lượng là một nha. Một thì được 0,062. Xem nhân giá Bitcoin nó có đúng không. Không phải 0,00062 nhân với giá Bitcoin. Giá Bitcoin giờ đang là 28,4 đúng không ạ? 17 đô. 1 cái này là 17,6 mấy. Ok được rồi. Cũng tương đối sát đấy. Tương đối sát giá đấy anh em ạ. Rồi ok, chúng ta có thể là chuyển đổi được. 1 Avalanche. Cái này nó dùng Parachain Bitcoin B đúng không ạ? Bitcoin B nhá. Bitcoin B đã có đúng không ạ? Giờ thì sẽ là cái thao tác để chúng ta chuyển đổi. Nào, Avalanche này. Thì nó lại trang nhé, nó lại trang để nó hiện cái thông tin. Rồi, Avalanche chúng ta sẽ chuyển đến Arbitrum đây. Mắc là mất phí đúng không ạ? Mất phí chơi hết. Mắc lấy hết bao nhiêu phí thì hết. Đấy. Nghiêm túc với anh em luôn nhé. Đúng không ạ? Đủ hết các bộ anh em khỏi phải suy nghĩ luôn. Đấy, làm đến cái Bitcoin B này anh em biết là không phải suy nghĩ gì nữa rồi. Đủ hết ấm chén rồi. Không phải suy nghĩ rồi. Ok. Rồi xác nhận lệnh nữa này. Nói chung là làm chuẩn bài rồi. Hôm nay làm ở đây thì khỏi phải hết ý rồi, không có phải suy nghĩ rồi. Cầu này sẽ mất khoảng hơn 1 phút anh em ạ. Mỏi lưng quá.
Ok. 59 giây. 58. 53, 52. Cái này video này ít nhất cũng phải 1 tiếng 45 phút. Rồi bây giờ người ta sẽ chuyển sang Arbitrum mà chờ thôi, chứ còn cũng không cần phải chờ bên mạng bên kia. Arbitrum Mainnet đây. Ok, để mình sẽ check. Arbitrum Mainnet RC10 đây. Ok, có luôn này anh em này. Cũng nhanh nhỉ. Tương đối ổn. Tổng supply con này có 3 bit thôi. Không có nhiều anh em. Tổng supply có 3 bit thôi. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cầu từ Arbitrum. Chúng ta không cầu đến Avalanche nữa, chúng ta chơi đến cầu đến Optimus. Nào, lên đường. Người vảy đồ cầu đi cầu lại cầu qua hết tất cả các cái. Ok, sẽ có một lệnh confirm nữa trên ví cơ. Vừa rồi là lệnh ủy quyền contract, giờ sẽ là lệnh confirm xác nhận trên ví nữa. À, khỏi khỏi cần luôn anh em này. Thành pending luôn này, 5 phút đúng không ạ? Rồi. Giờ người ta gì lại suy nghĩ là bây giờ từ Optimus đến đâu đây? Optimus chúng ta sẽ nhảy qua Avalanche, nhảy qua Polygon nha. Mình không muốn sang Aptos tí nào, nhưng mà khéo vẫn phải sang Aptos. Matic nha. Rồi, sang Matic đây. Rồi chúng ta sẽ nhảy qua Aptos tí nữa. Aptos chỉ là để ăn cái VDB này anh em này. Optimus đây. Chơi tất cả các chen luôn. Nhạc nào cũng nhảy. Rồi đã sang đến mạng bên này rồi. Rồi nhảy đến Polygon này. Chúng ta sẽ bật đến Polygon luôn. Và chúng ta từ Polygon chúng ta sẽ trở lại với Arbitrum. Và từ Arbitrum chúng ta sẽ sang Aptos. Khá thú vị đấy anh em nhỉ. Rồi bây giờ sẽ chúng mình sẽ mở sang chain Arbitrum xem là cháu nó đã đến chưa. Sorry anh em, Polygon. Đây, để kéo sang này, nhầm rồi, đây rồi. Không biết là hàng vẫn chưa đến bảng anh em ạ. Ba mươi mấy giây rồi mà chưa đến bảng. Có thể là Polygon này nó hơi hơi nâu đấy. Rồi đến rồi. Ok. Rồi. Điện đã về tới thôn bản rồi. Polygon giờ sẽ là đến với thằng Aptos nha. Tớ quyết định là không qua BNB nữa. Polygon đến với Aptos. Biết là nhanh hay chậm đây. Hay thôi, Polygon rồi, cứ để Aptos để cho nó dễ. Unlock này. Phí thì không biết nhiều. Ok, đây là S, S mạng. S cái token. Xác nhận áp tốt là vừa rồi là sẽ có một lệnh ép token. Ga cộng phí hết một Matic này. Biết vậy trả qua Matic xong Matic tốn tiền quá. Rồi chết ok thôi cứ đã chót rồi mình xác nhận thôi. Rồi. Đi có 17 đô mà đi một vòng hết cũng ngang phí cũng phải ngang tiền này rồi. Ok.
Rồi chấp nhận hy sinh một Matic nha. Hy sinh một Matic. Ok, cờ lên trong vòng 21 phút nữa. À như vậy là cái chuyển từ Polygon sang bên Aptos thì sẽ là một cái lệnh chúng ta sẽ được cờ lên trong 21 phút. Thì sau 21 phút, 1 phút thì nó sẽ có nút cờ lên, đây chúng ta tiến hành ta cờ lên. Thì cũng xin lưu ý với anh em là cái con này thì chúng ta cũng có thể áp dụng cái thao tác swap tương tự anh em nhé. Ta swap tương tự. Đây này. BTC. Đấy, đâu rồi? Chúng ta sẽ góp tương tự hoặc là chúng ta lại chuyển cầu là ngược lại thôi. Chúng ta sẽ chuyển cầu ngược lại từ Aptos sang Polygon. Đấy, cái thao tác này anh em làm sau nha. Chứ còn nếu mà bây giờ anh em chờ 21 phút nữa thì cũng hơi mỏi mà chán chê mê mỏi đấy. Thì mong em cũng thông cảm để, cái này thì mình cũng muốn làm cho anh em. Nhưng mà bây giờ thì với điều kiện hiện tại thì chúng ta sẽ claim hơi chậm một tí đấy. Thì anh em chúng ta sẽ chờ đợi nha. Bitcoin B đây. Đây mình cũng xem ở trên đây nó có sẵn thì mình sẽ ấy luôn cho anh em. Bitcoin.b này. Bitcoin. Đâu rồi? Đây này. BTC.b. Này, cái méo có rồi. BTC. Chấm B. Khả năng phải cầu lại anh em ạ. Nói chung là khả năng là phải cầu lại từ Aptos mà cầu ngược lại sang. Đấy. Đấy thì tí nữa anh em không có trên sàn swap thì anh em thì sẽ cái cầu ngược lại từ Aptos mà sang bên mạng Arbitrum chẳng hạn nhé. Anh em sẽ làm cầu ngược lại. Có thể mất một tuần thì mới nhận được. Thì mong em cũng thông cảm với cái phần này. Đó, thì nói chung anh em cần cái hướng dẫn nên là mình cũng phải hướng dẫn chi tiết cho anh em, anh em cũng hiểu cho mình nhé. Ok, như vậy là admin cũng đã cố gắng làm mọi thứ ở trên Layer Zero để anh em có thể là săn được cái kèo Layer Zero. Dĩ nhiên là có thể là mình chưa đã, mình vì trong ngày 1 ngày 2 thì không thể nào mà săn được chắc chắn đúng không ạ? Thì mình cũng xin đề xuất và nhắc lại cho anh em đó là chúng ta sẽ thực hiện lại những cái thao tác trong những ngày tới, hoặc là các bạn không cần phải tích lũy vốn, tích lũy khối lượng giao dịch ngay hôm nay. Và chúng ta có thể đảo lại, ví dụ một tháng sau chúng ta đảo lại hay là một tuần sau chúng ta đảo lại một lượt, hai ba lượt nữa cho mình nhé. Và đặc biệt là chúng ta cố gắng tăng vốn càng cao càng tốt. Thực tế thì cũng không có một cái mức độ nào cố định, nhưng mà anh em cứ vốn từ 1.000 trở lên thì nó sẽ ok nhé. Đấy, còn số lệnh thì anh em cứ làm ở trên mỗi cái trang, mỗi cầu ấy, chúng ta cố gắng làm khoảng 5 lệnh. Nó hơi tốn phí đấy, săn đi cho tích nó là vậy anh em ạ. Săn đối với cho tích nó sẽ tốn phí. Chúng ta cứ đảo qua khoảng 5 lệnh như mình và vôn thì cố gắng tích lũy khoảng 1.000 đô. Đấy. Còn nếu không thì anh em có thể làm một trong số các cái dự án ở đây. Cảm thấy dự án nó khó quá thì chúng ta có thể bỏ qua. Chúng ta làm ở trong các dự án. Còn nếu mà làm chuẩn bài là chúng ta làm đấy, đảo qua tất cả các cái trừ mỗi cái kèo NFT vừa rồi, thì nếu mà anh em không có khả năng thì chúng ta bỏ qua cũng được, không sao. Còn những cái kèo khác thì chúng ta cố gắng làm hết nhé. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau cùng với mình săn retracing trên này Zero, đảo qua tất cả những cái dự án có khả năng tiềm năng nhất và những cái dự án mà đã được niêm yết, được ghi nhận ở trên web, cũng như là được ghi ở trên web, thì mình đều đã chia sẻ với anh em một cách rất chi tiết cho anh em. Hy vọng đối với việc săn retracing trên này Zero này, với video này thì anh em sẽ không bỡ ngỡ, không gặp bất kỳ một cái sự cố, không gặp gì khó khi chúng ta săn retracing trên này Zero. Mình mong rằng và chúc tất cả anh em sẽ cùng với mình chúng ta săn thành công được retracing này, và hy vọng là này Zero sẽ sớm in token hoặc ra token để cho anh em đáp ứng những cái mong mỏi của anh em. Bây giờ thì em xin nói lời chào và xin hẹn anh em trong video tiếp theo.